Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay, ngày 25 tháng 6 trên kênh thông tin Invest TV. Giá vàng thế giới tính đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam đang được giao dịch quanh ngưỡng là 1.775 đô la Mỹ trên một ounce, giảm 2 đô la Mỹ so với giao dịch cùng thời điểm này sáng hôm qua. Giá vàng giảm vì những tín hiệu không rõ ràng từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cùng với việc thu hồi chính sách kích thích khiến giới đầu tư phân vân. Các nhà đầu tư có thể đã áp dụng cách tiếp cận thận trọng đối với những vàng khi mà họ đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ dự kiến công bố vào ngày hôm nay. Hiện tại, giới đầu tư dõi theo các kế hoạch giảm mua tài sản và tăng lãi suất của Fed. Nếu Fed cho phép lạm phát vượt một chút so với mục tiêu thì vàng sẽ tiếp tục tăng giá và ngược lại. Tuy nhiên, ở một thời điểm hiện tại, phe bán vàng vẫn áp đảo, do vậy thị trường vẫn khó đảo chiều tăng mạnh. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng hôm nay tiếp tục có dấu hiệu giảm nhẹ so với phiên dịch cùng thời điểm ngày sáng ngày hôm qua. Cụ thể, giá vàng tại các khu vực đang được niêm yết ở mức giá như sau. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường, vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình là 0823465555 hoặc địa chỉ email bamientap@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!